Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Các vị dân cử đại diện cho những tiểu bang của mình có cái nhiệm vụ là đem tiền về cho tiểu bang của mình nhiều nhất, cho cái địa hạt của mình nhiều nhất. Và trong cái sự việc mà xảy ra với Hoa Kỳ về bệnh dịch thì chúng ta thấy chính phủ đưa ra những các chương trình kích thích kinh tế với số tiền khổng lồ. Bây giờ những số tiền đó nó đi về các tiểu bang ra sao? Thì đây là một cái dịp để chúng ta nhìn thấy cái hoạt động bên trong lòng xã hội chính trị của Hoa Kỳ qua cái đại dịch và những khoản tiền cứu nguy kinh tế. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Trước đây tôi có nói trên chương trình SBTN Morning và nhiều chương trình khác nữa, chắc quý vị còn nhớ. Nhiều khi chúng ta nói đạo đức, một cái người không làm gì cả hưởng welfare, chúng ta chỉ trích họ và bảo mấy người này lười biếng ngồi nhận lãnh đồng tiền bố thí của chính phủ. Có người gọi là bố thí của chính phủ. Những người không đi làm, ở nhà hưởng tiền thất nghiệp cũng là lấy tiền bố thí của chính phủ. Mặc dù cái điều đó nó không đúng lắm, bởi vì tiền thất nghiệp của chúng tôi là chúng tôi khi mà tôi đi làm tôi đã đóng rồi thì tôi lấy lại. Nhưng mà nếu mà quá mạng thì là chúng tôi cũng lấy thêm. Hoặc có người bảo là dù tiền của anh nhưng mà đáng lý anh nên đi làm để những cái tiền đó cho những người thật sự không tìm được việc làm thì họ hưởng. Đại khái chúng ta lập luận những cái chuyện đó. Nói chung mà cứ không làm cái gì mà lấy tiền là không được, hoặc là làm ít mà lấy nhiều cũng là không được. Nói chung là không công bằng. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều là trong chính trị khắp nơi trên thế giới, nhưng mà chỉ Mỹ nha, không phải chỉ Mỹ, nhưng mà Mỹ thì nó lộ liễu và nó rõ ràng hơn. Và đó là nhiệm vụ của vị dân cử là gì. Như Long nói, nhiệm vụ tôi là gì? Lấy càng nhiều càng tốt về cho tiểu bang của tôi và địa hạt của tôi. Nói cách khác là như thế này, trong một gia đình đông con, ví dụ một gia đình có 10 đứa con, bố mẹ có một ngân sách chia ra, thì 10 đứa con đó nó tìm cách làm sao lấy được càng nhiều càng tốt cái ngân sách của gia đình về cho nó. Bởi vì nó có những đứa con khác nữa, và điều đó không có gì sai trái cả, nếu mà nói về luật. Thế thì bây giờ chúng ta xét con người ta, xét theo luật hay xét theo đạo đức đây? Những người ăn qua, ở đây tôi không bênh những người ăn welfare nha, phải nhớ nói rõ nha, tôi không bênh vực ai, chỉ phân tích quý vị nghe thôi. Những người ăn welfare, những người hưởng thất nghiệp hoặc những cái trợ, những người hưởng những trợ cấp chính phủ thì chúng ta xét theo đạo đức, trong khi những chính trị gia thì chúng ta lại xét theo luật. Chúng ta không công bằng, đúng không? Bởi vì theo luật nó không ai sai, bởi vì không ai ở tù hết. Trước đây có một khán giả từng nói với tôi là ông Dũng nói như thế là khuyến khích người ta làm chuyện sai. Tôi không khuyến khích, tự động người ta làm. Và bây giờ tôi chứng minh cho quý vị biết luôn, các chính trị gia họ lấy tiền như thế nào. Họ không cần biết là cái đó thiệt hại cho người khác bao nhiêu, không cần biết. Giống như trong gia đình 10 đứa con, nó lo lấy của bố mẹ càng nhiều càng tốt về cho vợ con. Nó không cần biết anh em nó thiệt như thế nào, cái chuyện nó không quan trọng. Bởi vì nó được bầu lên, và nhiệm vụ của tôi là lấy nhiều tiền càng nhiều càng tốt. Ví dụ một tiểu bang này mỗi người dân đóng thuế có 1 đồng thôi, tiểu bang khác cũng đóng thuế 1 đồng, nhưng mà có những tiểu bang họ lấy về cái tiền thuế lại đó cho người dân họ tới 50 cent, trong khi tiểu bang khác ví dụ lấy về được 1 cent, 2 cent. Anh Long hiểu ý không? Đó, hai người đều đóng 1 đồng nhưng mà có người lấy về 50 cent, có người lấy về có 1 cent. Thì đó là qua cái trường hợp mà Covid-19 này. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.